chuẩn bị đi bào trắng nha. Mình đi còn cát bào trắng. Ủa hồi nãy xe là nó bao nhiêu một mà thấy sao? Tour này tự lái là 600.000 20 phút, còn đi xe jeep là một xe là đi được 6 người là 600, 8 người là 800, trở lên hai cái điểm rồi cho anh tham quan chơi. À vậy đó hả? Đây có xe nè. Có xe đã không? Đây có ai lái không? Ai có ai lái chiếc này không? Chiếc này lái bộ được ạ. À? Chiếc này lái địa hình nè. Đó, chiếc này tự lái nè. À, 20 phút. Rồi, 20 phút mà nhiêu? Kia là đúng rồi, đi trải nghiệm chứ đi lên kia. Không cần lên cái đó lên cái. Đúng rồi, tới dưới sườn đây được rồi, đâu cần lên đâu. À. Đi lên nó chạy xuống một xíu. Ok, để trải nghiệm được cái chinh phục trên cái miền cát trắng này này, bọn mình đã quyết định đi xa, là đi sẽ đi bộ. À, kêu Hương đi trước à? Đi bộ hết cả nhóm mình luôn. À, mọi người để bỏ xe, bỏ dép, bỏ giày trên xe hết. Để đi chân không, vì với cái đường cát này mình nghĩ rất là khó đi. À, thì cái anh, cái bạn mà du lịch tình bạn khuyên là người, một người đi trước có dấu chân và những người đi sau á nên đi theo những cái dấu chân đó để đỡ mỏi chân. À, tại vì chỗ đó lún rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa á, mình có những cái vết mà xe chạy đó, những cái dấu mà đường xe đi đó, thì chỗ đó là cát nó bị chai rồi, nó không có lún nữa, thì mình đi theo những cái vệt, cái đường lằn của bánh xe đi. Nhưng mà cũng khuyên nhiều cách, nhưng mà bọn mình cuối cùng cũng đi theo, mới đầu thì cũng đi theo cái hướng dẫn của cái anh chàng đó, nhưng mà đi theo bước chân rồi đi theo bánh xe, nhưng mà điên hồi thì mình không theo nữa mà đi loạn xạ hết. Mọi người cũng cố gắng trải nghiệm đi thì coi nó lún tới cỡ nào. À, và mọi người đi loạn xạ đi theo, nhưng mà cũng đi theo cái đường xe chạy. Đó, thì đây là một số anh em trong cái chuyến khám phá này của mình, có cả những em bé nữa. Bọn mình thế là đi bộ lên. Mình quay một loạt những cái cảnh đều hết như thế này cho xung quanh cho mọi người thấy được ha. Thì đi lên cái đồi cát này như thế này. Mọi người phát hiện ra được là phải đổi cái mũ ngược lại chứ không là nó sẽ bay. Hai nhóm mất tiêu. À, cái nhóm đầu này thì coi như là không có em bé, không có thành viên nhỏ đi trước. Mình rất là thuận tiện cho cái việc di chuyển.
đây á. Thì trong khi một mình đi đây thì cái nhóm thứ hai ở đằng xa, còn tiếp đằng xa kìa. Nhóm đó là vì có em bé ha. Thấy đi lên đồi cát, quay cái mặt của mình vô nè, cho mọi người nhìn thấy nó nè. Đây, anh đằng xa kia là có một cái nhóm, cái đằng kia đang đi lên nè. Có xe mà không chịu đi xe. Đang đi bộ chạy lên. Khi mà đi trên cái bờ cát này thì cái đặc trưng của nó là rất là gió nè, gió rồi là ẩm, cái mình thành nó xa xa có một cái bạn đi xa lên đó là mọi người nhìn lên cái đỉnh đó, đỉnh đó nó rất là mạnh, nó đang rất là mạnh. Cái phía phải là người ta sẽ đi xe mình đi đến điểm trọng phía phải, nhưng mà theo mình đánh giá trái gió nó mạnh hơn, cao hơn, gió nó mạnh hơn, bạn nhiều hơn, nên là mình phải quyết định là đi lên cái ngọn đồi bên trái này để coi tầm nhìn đó và cát nó tan thế nào. Như là bão cát vậy đó. Mình đi mình chuyển di chuyển, nhưng mà mình cũng cố gắng đặt cái máy quay nó thấp xuống dưới để mình coi là cái tốc độ gió như thế nào. Các bạn nhìn thấy mình đặt cái máy quay thấp xuống đó. Thì cái đây không phải là nó nha, cái độ hông mịn, nhưng mà nó chính là cái cát. Các bạn thấy hột gọi là gió nó cát ghê gớm ha, cát mà nó bồi thì cát nó đẩy qua, nó tạt qua đó, nó làm di chuyển cái cát, và mình đi nó tát trong cái da của mình, nó rất là rát, sẽ rất là rát và nó nóng nữa. Và đi thì sẽ trải nghiệm được như đi massage cát trong bão cát vậy đó, trong cơn bão giữa cái miền cát trắng này. Thì ở đây người ta gọi là bào cát trắng, nhưng mà mình thích thì mình thích đặt là miền cát trắng ha. Thì bọn mình đã di chuyển tới đây là gần đến lên tới đỉnh rồi ha. Thì chút xíu nữa mình lên trên đó mình sẽ chia sẻ cái trải nghiệm của mình khi mà đến cái trên đỉnh như thế nào. Ý là nó di chuyển lên trên ha. Và gió, biết các bạn có nghe mình nói hay không, nhưng mà gió nó rất là ồn, nó tạt rò lên đó rồi. À, vì cái thời điểm của mình, bọn mình đi là đây là về chiều rồi, các bạn thấy cũng có những em bé nhỏ đi luôn ha. Lúc thời điểm mình đi là trời chiều, cho nên cái hướng mình đi là cái hướng về đi về phía mặt trời lặn, cho nên là quay đi về tối ngược sáng này, mình tối và của mình lâu lâu mình đắt vào một cái là mình gió nó tạt mình quá, mình không giữ nổi ha, không giữ nổi cái tay để gió tạt cái nào ha, trời tối và mình cố gắng đang
giác nó tạt ở trong mặt, tạt rất là mạnh, tạt rất là mạnh, nó tạt lên đó. Nhưng mà các bạn thấy mình đang cố gắng mình đặt cái máy quay để quay cái đó, bây giờ cái giác chứ, giác mà nó xa nó phạt, nó tạt rất là mạnh như thế này, lớp mình làm cái mặt nó tung cái mù lên, được xuống các bạn thấy giác mình đang quay cái tốc độ gió và giác nó di chuyển nó rác lắm. Bay cái mũ, bây giờ mình gió mà mình đang đi, cái